thì khi mà đến với khán giả của lục tỉnh miền tây thì họ sống chân chất và họ rất là cuồng nhiệt người nghệ sĩ thì bản thân mình thì mình cũng phải cuồng tiếp theo mình không còn cái khoảng cách giữa người nghệ sĩ và người khán giả nữa à, mình phải chan hòa và mình phải giao lưu một cách có là hồ hởi đôi khi là hơi hơi là không cần phải giữ hình ảnh nhiều quá đó em nghĩ là như điều như vậy và bản thân khán giả miền Tây thì họ 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 thương yêu ca sĩ ngoài cái tài năng ngoài những bài hát ra thì họ thương yêu ca sĩ bởi cái tấm chân tình của người nghệ sĩ khi mà xuống đến với lục tìm miền Tây uh, hát để giao lưu để uh, hòa hợp với con người của họ thì uh, bản thân mình mình cũng phải yêu thương họ như vậy mình cũng phải hết lòng như vậy và mỗi lần mà mình xuống đến với khán giả miền Tây thì rõ ràng là mình không còn khoảng cách không còn khoảng cách của cái người nghệ sĩ nổi tiếng của cái người mà họ đang thần tượng mà coi như là những người thân yêu những người bạn bè những người trong gia đình để mà mình mang đến cho họ những cái gì đó nó gần gũi nhất bản thân em thì uh, cháy là cháy hết mình với âm nhạc với với những tác phẩm của mình thế nhưng mà khi đến với khán giả miền tây thì mình sẽ luôn luôn để cho họ cảm thấy rằng là không có khoảng cách nào đó đó là cái điều mà em ấn tượng đầu tiên của khán giả miền tây vẫn đang trong cái mạch nói về uh, sân khấu miền tây là cái nơi mà nhiều năm trước nó rất là đặc thù vì có những đoàn ca nhạc đi miệt mài hàng tháng trời đi hết các tỉnh đi hết những sân khấu lớn nhỏ và sân khấu miền tây thì nó không thể nào có cái sự lộng lẫy hào nhoáng như sân khấu ở thành phố lớn được thì những lần đầu tiên xuất hiện như thế mình có cái cảm giác là có cảm giác là bị hẫng bởi vì mình đang quen những cái sân khấu rất là lớn rất là rực rỡ tưng bừng ờ, khán giả rất là nồng nhiệt cuồng nhiệt bây giờ đến một cái nơi có thể là vùng sâu vùng xa và nó rất khác với cái hình dung của mình từ cái gu thưởng thức của khán giả cho đến cái trình bày hình ảnh sân khấu sao nhỉ à, với một người nghệ sĩ đặc biệt là ca sĩ trẻ nữa thì không có quyền yêu cầu hay là chọn lựa những sân khấu